Taylor Swift, Emma Watson và những sao Hollywood vừa giàu vừa có học vị cao. Chắc hẳn nếu bạn là một fan của ai đó thì việc nhìn thấy idol của mình không những tài năng mà còn có học vị cao ngất là một điều vô cùng tự hào. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người cho rằng một khi đã làm người nổi tiếng kiếm được nhiều tiền thì việc nỗ lực trong học tập là một hành động dư thừa. Thế nhưng trên thực tế, trong thế giới giải trí Hollywood có rất nhiều ngôi sao khiến không ít người phải nghiêng mình nể phục bởi những nỗ lực vượt bậc trong việc học tập. Thậm chí có người còn vinh quang nhận bằng tiến sĩ khi còn rất trẻ. Taylor Swift được mệnh danh là công chúa nhạc đồng quê. Taylor Swift luôn khiến dân tình mê đắm trong những giai điệu ngọt ngào, giọng ca bắt tai. Bên cạnh việc phát triển sự nghiệp âm nhạc, cô nàng này cũng không bỏ bê chặng đường học hành để củng cố thêm kiến thức kỹ năng. Mới đây, nữ ca sĩ đình đám Hollywood chính thức được nhận tấm bằng tiến sĩ danh dự tại Đại học New York. Đây là kết quả của một quá trình dài Taylor Swift nỗ lực và phấn đấu bằng tất cả sự nhiệt huyết. Cô xuất hiện tươi tắn, đầy năng lượng trong suốt buổi nhận bằng tiến sĩ, nở nụ cười rạng rỡ tỏa sáng trong mắt fan. Thậm chí, cô còn được ngôi trường danh tiếng ca ngợi là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng và xuất sắc nhất trong thế hệ của mình. Trong dịp trang trọng này, ngôi sao 33 tuổi đã có bài phát biểu dài hơn 20 phút xoay quanh những lời khuyên hữu ích, những câu chuyện cá nhân cùng nhiều khoảnh khắc hài hước và những chi tiết liên quan đến các bài hát của cô. Taylor Swift hài hước: "Tôi muốn cảm ơn Đại học New York đã biến tôi, ít nhất là về mặt giấy tờ, trở thành một tiến sĩ." Mỹ nhân làng nhạc thừa nhận chưa bao giờ có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống đại học bình thường, đồng thời đưa ra nhiều lời khuyên cho các sinh viên trẻ. Việc Taylor Swift nhận bằng tiến sĩ danh dự khiến người hâm mộ không khỏi tự hào và chia sẻ rầm rộ trên mạng. Jose Onwin, bạn trai của nữ ca sĩ, cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi người yêu giành được tấm bằng cao quý. Tài tử Anh chia sẻ, đó là một vinh dự đáng kinh ngạc, thật tuyệt vời. Emma Watson. Nếu như Emma Watson trong Harry Potter là một cô phù thủy học bá, thì ngoài đời, cô chính là một diễn viên học bá. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất lên như diều gặp gió, Emma còn khiến dân tình nể nang về khoản học vấn bao năm qua. Từ nhiều năm nay, Emma Watson luôn được tôn vinh là người đẹp có học thức cao. Cô nàng đã tốt nghiệp 2 trường đại học, nhận 2 bằng cử nhân của trường đại học Brown Mỹ và trường đại học Oxford Anh. Đây đều là những ngôi trường danh giá hàng đầu thế giới, nơi mà ai cũng muốn đặt chân tới. Cindy Crawford, người mẫu chuyên nghiệp và thông minh nhất nhì Hollywood gọi tên Cindy Crawford. Không dừng lại ở việc sở hữu thân hình chuẩn đẹp tới từng centimet, nữ người mẫu Cindy còn có được bộ óc thiên tài. Mặc dù không có cơ hội theo đuổi sự nghiệp học hành tới cùng, nhưng việc Cindy đạt được suất học bổng nghiên cứu tại Đại học Northwestern cũng đủ thấy cô nàng có học vấn không phải dạng vừa. Natalie Portman. Nữ diễn viên ngoài 40 tuổi vẫn quyến rũ tột độ gọi tên Natalie Portman. Cô nàng còn khiến biết bao người mắt chữ A, miệng chữ O khi phát hiện cô thành thạo tới 6 thứ tiếng trên thế giới. Dĩ nhiên, tài năng trong khoản học hành của Natalie Portman không dừng lại ở đó. Được biết, người đẹp còn tốt nghiệp ngành tâm lý học tại trường đại học Harvard. Có lẽ chỉ cần nhắc tới đây, cư dân mạng cũng đủ trầm trồ trước sự giỏi giang của Natalie. Bên cạnh vai trò là một nghệ sĩ, nữ diễn viên Natalie Portman còn là giảng dạy tại trường đại học Columbia và có thêm một tấm bằng đại học tại quê nhà là Israel. Matt Damon. Good Will Hunting chính là sản phẩm được Matt Damon sáng tạo nên trong quá trình còn đi học. Được biết, anh là một trong những sinh viên trường đại học Harvard, chứng minh sự thông minh giỏi giang không phải dạng vừa. James Franco. Được biết đến như một diễn viên điển trai và tài năng, tài tử James Franco coi việc lấy bằng đại học như một sở thích. Anh từng bỏ dở đại học để theo đuổi diễn xuất khi 18 tuổi, thậm chí còn là một thiên tài toán khi còn nhỏ. Franco từng thực tập tại Lockheed Martin, công ty chuyên cung cấp máy bay và các phương tiện quốc phòng Mỹ. Anh trở lại trường học năm 2006 và tốt nghiệp với điểm số GPA 3.5/4.0, chuyên ngành ngôn ngữ Anh, Đại học California. Trong khi đã là diễn viên nổi tiếng, anh vẫn tiếp tục đi học tại các trường đại học danh tiếng nước Mỹ như Đại học New York, Đại học Columbia, Cao đẳng Brooklyn, Cao đẳng Warren Wilson. Thỉnh thoảng, anh còn làm giáo viên thỉnh giảng môn đạo diễn và viết kịch bản tại các trường mà anh đã từng học. Sharon Stone và Lisa Kudrow sở hữu IQ lần lượt là 148 và 154. Sharon Stone là một trong những người sở hữu chỉ số IQ cao nhất Hollywood là 148 điểm. Nữ diễn viên đã theo học tại Đại học Edinburgh ở Pennsylvania khi mới chỉ 15 tuổi. Ngoài ra, cô còn là thành viên của tổ chức những người có chỉ số thông minh cao nhất thế giới Mensa. Lisa Kudrow có cha là một chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe. Cô tốt nghiệp khoa sinh học của cao đẳng Vassar, Mỹ. Bên cạnh diễn xuất, cô tham gia các công trình nghiên cứu của cha mình về các căn bệnh đau đầu. Hai người từng có một công trình nghiên cứu về bán cầu não được chính phủ ghi nhận. Nữ diễn viên sở hữu điểm IQ 154 thuộc nhóm cao nhất tại Hollywood.